Đây là hiện trường đang xây dựng sân bay quốc tế Long Thành, khu vực đang thi công thuộc xã Suối Trầu, đã giải tỏa trắng thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án có công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Ước tính toàn bộ vốn đầu tư dự án khoảng 16 tỷ đô la Mỹ và dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2025. Ông Nguyễn Khắc Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án ACV cho biết, để làm sân bay, trong giai đoạn 1, tỉnh Đồng Nai phải giao 1.810 hectare, nhưng nay đã giao hơn 1.600 hectare để thi công các hạng mục. Hiện tại, các công nhân và kỹ sư đang thi công hai hạng mục sang nền và thoát nước. Cái khó khăn chung hiện giờ của chúng tôi hiện nay là mặt bằng. Có mặt bằng thì chắc chắn sẽ làm tăng cường 3K và thêm một nhiều mũi thi công nữa, cũng như là tăng cường thêm máy móc thiết bị để mà triển khai, chắc chắn là đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của chính phủ. Được biết, trên công trường thi công sân bay Long Thành có 600 đầu máy móc thiết bị cùng 700 công nhân và 200 cán bộ kỹ thuật thi công hai gói sang nền thoát nước.